Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Top Share. Phim Trung Quốc luôn được nhiều khán giả yêu thích và lựa chọn. Hầu hết các bộ phim Trung Quốc không chỉ diễn viên xinh đẹp, cốt truyện hay, lôi cuốn người xem, mà các kỹ xảo trong phim cũng được khán giả yêu thích. Nếu bạn là một người yêu thích các chủ đề phim Trung Quốc đề tài thể thao, âm nhạc, thì chắc chắn các bộ phim trong video này sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Vậy đó là những bộ phim nào? Hãy cùng Top Share khám phá những bộ phim Trung Quốc đề tài thể thao, âm nhạc đáng xem nhất này nhé! Vũ điệu đường phố. Trong phim nói về cuộc tranh tài gây cấn từ Shin cùng với sự giúp đỡ của Moshe để mang đến cho người xem những màn trình diễn đỉnh cao, hấp dẫn. Với những màn tranh đấu gây cấn cùng các vũ điệu điêu luyện trong phim, hứa hẹn bộ phim này sẽ khiến các tín đồ mê phim được bùng nổ sau khi xem qua bộ phim này. Thanh xuân không dừng lại. Thanh xuân không dừng lại là bộ phim nói về thanh xuân vườn trường của các cặp bạn trẻ Phó An và Dịch An Lạc. Trong phim, Dịch An Lạc là một tài năng trẻ và được phát hiện khi đội bóng của trường thi đấu thất bại và sắp giải thể. Với chiều cao hạn chế và thể lực kém nên cô đã bị các đồng đội nghi ngờ về khả năng của mình. Với những màn thi đấu gây cấn cùng tinh thần bất khuất sẽ giúp Dịch An Lạc lấy được lòng tin của đồng đội và chinh phục các giải đấu hay không? Hãy cùng theo dõi bộ phim để biết thêm nhé! Chinh phục thanh xuân. Chinh phục thanh xuân là bộ phim đề tài thể thao nói về môn nhảy cầu của trường đại học. Với nguy cơ sắp giải tán, sau đó huấn luyện viên của trường Vu Phong đã tìm ra được một tài năng trẻ và vực dậy đội tuyển của mình. Tuy nhiên, quá trình vực dậy của một tập thể là không hề dễ dàng. Vậy, Vu Phong có làm tốt và giúp cho đội tuyển của mình chiến thắng hay không? Hãy cùng theo dõi bộ phim để biết được kết quả. Nói với em nơi nào có cầu vồng. Cốt truyện của phim nói về một cô gái trẻ có tên là Lâm Xảo Xảo. Vì người thân của cô đã qua đời nên cô đã gánh chịu một đả kích cực kỳ lớn. Sau đó cô đã di chuyển đến thôn cầu vồng để có thể tìm lại được niềm tin và ý chí cho cuộc sống của mình. Sau khi đến thôn, cô đã quen một chàng trai trưởng thôn và chàng trai đó đã giúp cô tìm lại được hy vọng sống cho mình. Ngôi sao sáng nhất trong đêm. Trong bộ phim xoay quanh câu chuyện của Dương Chân Chân, một cô gái xinh xắn bình thường nhưng lại có khát khao trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Để thực hiện ước mơ đó, cô đã đồng ý vào vai trợ lý của một ca sĩ nổi tiếng nhưng lại có tính tình rất oái âm. Hãy theo dõi bộ phim để biết được rốt cuộc Dương Chân Chân có thể thực hiện được ước mơ của mình hay không. Phi trì nhân sinh. Bộ phim Phi trì nhân sinh nói về câu chuyện của một tay đua thể thao hết thời, Trương Trì. Anh là một tay đua thể thao có tiếng và đã làm mưa làm gió trong giới đua xe thể thao. Tuy nhiên, cuộc sống của anh đã phải dừng lại ở một tiệm cơm chiên vỉa hè. Sau đó, anh đã có quyết định quay lại với đường đua và thách đấu với tất cả mọi tay đua trẻ đang nổi tiếng trong giới.
Vậy anh ta có chinh phục được đường đua và vượt qua các cuộc thách đấu hay không? Hãy cùng theo dõi bộ phim nhé! Nam thần mạnh nhất. Nam thần mạnh nhất là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Trong phim, nhân vật Lưu Xuyên là một cao thủ trong giới e-sport. Tuy nhiên, cuộc đua đã phải dừng lại khi bố mẹ của anh đã bắt quay lại trường học. Tuy anh đã quay lại trường học tập, thế nhưng đam mê không thể khuất phục. Và trong trường, anh đã tự tạo ra cho mình một đội mới và đặt tên cho đội là Long Ngâm. Sau khi thành lập đội, các cuộc đua gây cấn cũng đã xuất hiện và nhóm anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Tiên cầu đại chiến. Bộ phim Tiên cầu đại chiến nói về thời nhà Tống của Trung Quốc. Trong phim, các nhân sĩ đã sử dụng hình thức đá bóng để có thể đối phó với cuộc tranh đấu thù trong giặc ngoài của đất nước. Đây là bộ phim khá hay mà tín đồ phim không nên bỏ qua. Trẻ Thiết Cước trong phim là một cầu thủ danh tiếng một thời. Tuy nhiên, anh đã bán rẻ tài năng của mình và trở thành một kẻ sống chung với men rượu. Đến khi anh ta gặp phải một võ sĩ cung phu, thì cả hai đã bắt tay vào công việc thành lập đội bóng mới với hình thức kết hợp cung phu và kỹ thuật đá bóng. Bộ phim có nội dung khá hay và những thước phim hài hước giúp người xem có thể thư giãn giải trí rất tuyệt vời. Vũ Thanh Xuân. Trong phim xoay quanh câu chuyện của một học sinh chuyển trường Ninh Ninh. Cô đã đến trường quốc tế Đông Phương và đã bắt đầu câu chuyện của mình khi quen biết với một nhóm bạn có các cá tính khá nổi bật tại trường. Ninh Ninh cũng đã rất nổi bật và có thể làm được nhiều thứ mà các học viên khác không hề biết. Đây là bộ phim khá hay mà các tín đồ mê phim không nên bỏ lỡ. Trên đây là một số bộ phim Trung Quốc về đề tài thể thao đáng xem nhất hiện nay. Hãy cùng tìm kiếm và theo dõi các bộ phim trên, chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng khi xem. Hãy comment, chia sẻ với top share bộ phim mà bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.